Chipu bật khóc, bị xếp hạng thấp ở Đạp Gió 2023. Chipu gặp khó khăn trong việc nhớ lời ca khúc Muốn Đi Biển. Thấy bản thân không hoàn thành trọng trách của đội trưởng, cô bật khóc. Chipu bật khóc ở tập mới nhất của Đạp Gió 2023 lên sóng trưa ngày 10 tháng 6. Trong quá trình tập luyện, Chipu gặp khó khăn trong việc học lời bài hát tiếng Trung. Cô quên lời khi tập cùng hai thành viên trong đội là Ngô Thiến, Lý Sa Mân Tử dẫn đến mất tập trung và không theo kịp vũ đạo. Tôi cảm thấy rất buồn khi mọi người lo lắng cho tôi và mong tôi nhớ được lời. Những lúc nhớ được động tác vũ đạo thì tôi quên lời bài hát. Nói chung, mọi thứ rối tung trên sân khấu, Chipu tâm sự. Sau khi lắng nghe nhận xét của đội ngũ hướng dẫn thanh nhạc, Chipu bật khóc. Giọng ca Anh ơi ở lại bày tỏ cô muốn mang về điểm số cao cho đội nhưng lại không làm tròn bổn phận của đội trưởng. Quá nhiều bản demo của ca khúc khiến tôi rất lo lắng và áp lực. Muốn Đi Biển có rất nhiều từ vựng mới, phải hát thật nhanh và phát âm đúng. Thậm chí có lúc Chi không biết phải xử lý sao trong ca khúc này, Chipu bày tỏ. Khi thấy đồng đội chịu áp lực, Ngô Thiến cho hay, đối với Chipu, ca khúc này khó vì nhịp độ rất nhanh. Hơn nữa đây là ca khúc buộc cô ấy phải hát hoàn toàn bằng tiếng Trung. Cô ấy chỉ mới đến đây nên cả tôi cũng rất lo về phần lời. Ở vòng công diễn 3 này, đội Chipu trình diễn ca khúc Muốn Đi Biển của Phùng Đề Mạt. Đây là ca khúc sôi động, tươi vui và nổi tiếng một thời tại Trung Quốc. Lần này, Chipu không gây ấn tượng bằng màn giật váy hay nhào lộn trên cao. Thay vào đó, cô và các đồng đội mang đến tiết mục đơn giản, trẻ trung, nhẹ nhàng. Trước khi nghe công bố điểm số và thứ hạng, Chipu một lần nữa bật khóc khi nghe một nhà sản xuất người Việt xuất hiện trong chương trình và chia sẻ về việc anh tự hào thế nào khi thấy những gì Chipu thể hiện. Chipu tâm sự bản thân gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc bởi bất đồng ngôn ngữ và không có ai là người Việt trong chương trình. Sau đó, khán giả cùng các tỷ tỷ trong chương trình cùng nói cố lên bằng tiếng Việt để cổ vũ Chipu. Cuối cùng, đội Chipu đạt 796 điểm, đứng hạng 5 trong tổng số 6 đội. Trong khi đó, đội Maria đứng hạng 1 với số điểm cao nhất là 857. Tiếp theo là Tạ Na, 824 điểm, Ella, 819 điểm, Alin, 803 điểm và Amber, 792 điểm. Ở những vòng trước đó, Chipu luôn giữ thứ hạng cao và chưa bao giờ bị loại khỏi top 10. Thành tích cá nhân của cô qua các vòng thi tính tới hiện tại lần lượt là 8, 7 và 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.